Delphine Bowen, hành trình 20 năm đòi lại thân phận hoàng gia Bỉ, hé lộ cuộc ngoại tình chấn động của nhà vua. Delphine Bowen, 52 tuổi, nghệ sĩ, người chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 7 năm nhằm chứng minh mình là con gái của cựu quốc vương Bỉ Albert II, đã giành được quyền công nhận mình là công chúa. Albert II là cựu vương của Bỉ, trị vì từ năm 1993 tới 2013. Vua Albert II đã thoái vị để nhường ngôi cho con trai cả là vua Philippe đương nhiệm. Lý do thoái vị của cựu vương là do tuổi cao sức yếu muốn nghỉ hưu, nhưng mọi người đều dự đoán một phần nguyên nhân không nhỏ thực chất là do sự phản đối của người dân về scandal dai dẳng liên quan đến cuộc ngoại tình và đứa con riêng của ông, công chúa Delphine. Delphine Bowen sinh năm 1968, là một nghệ sĩ, nhà điêu khắc. Mẹ bà là một nhân vật quý tộc, nữ nam tước Sibylle de Selis Longchamps. Về mặt pháp luật, bố Delphine là chồng bà Longchamps và bà cũng mang họ Bowen của người đàn ông này. Nhưng khi trưởng thành, Delphine được mẹ cho biết cha đẻ bà chính là vị vua đương nhiệm lúc bấy giờ, tức vua Albert II. Cách đây gần 20 năm, Delphine Bowen đã tuyên bố trước giới truyền thông Bỉ rằng bà chính là con gái ngoài giá thú của vua Albert và yêu cầu được công nhận là công chúa, được bàn tước vị, tước hiệu, được công nhận là một thành viên hoàng gia. Delphine chủ động cung cấp thông tin về cuộc tình vụng trộm giữa mẹ mình và nhà vua. Hai người đã ngoại tình khi đôi bên đều có gia đình trong suốt gần hai thập kỷ, từ 1966 tới 1984. Delphine kể lúc nhỏ từng gặp và ở cùng vua Albert nhiều lần. Mối quan hệ giữa hai người dù rất tốt, nhưng lúc đó bà không biết đây là cha ruột mình. Động thái này đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ và người dân Bỉ chỉ biết bán tín bán nghi khi đại diện hoàng gia đã phủ nhận tất cả. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 1968, một bé gái tên là Delphine Michelle Anne Mary Ghislaine Bowen sinh ra tại Acco gần Bruxelles. Cha mẹ cô là nữ nam tước Sibylle de Selis Longchamps và vua Albert của Bỉ. Tuy nhiên, sự thật này chỉ được tiết lộ khi Delphine 17 tuổi. Vào thời điểm sinh ra, cả mẹ và cha cô đều đã kết hôn, nhưng mỗi người có một gia đình riêng. Trước đó, vào mùa hè năm 1966, bà Sibylle de Selis Longchamps đã kết hôn với ông chủ ngành công nghiệp Jacques Bowen, nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, bà Sibylle de Selis Longchamps theo cha đến Athens, Hy Lạp, nơi ông làm đại sứ của Vương quốc Bỉ. Đúng dịp đó, thuyền của nhà vua Albert đang gặp trục trặc nên ông muốn ở lại đại sứ quán trong khi chờ thuyền được sửa chữa. Và hai con người trẻ tuổi đã gặp nhau, mối quan hệ của họ phát triển với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau 3 tuần, hoàng tử Albert đã công khai tình yêu của mình với Sibylle. Chỉ có điều hoàng tử Bỉ đã kết hôn với công chúa Paula vào thời điểm đó và hôn nhân của họ cũng trục trặc. Khi cả hai trở về Bỉ, họ vẫn giữ liên lạc và liên tục gặp nhau. Nữ nam tước đã kết thúc mối quan hệ với chồng, dù trên giấy tờ họ vẫn có quan hệ hôn nhân. Ngoài ra, hoàng tử Albert và công chúa Paula đã sống ly thân, kỳ nghỉ gia đình hàng năm là cuộc đoàn tụ duy nhất của họ. Hoàng tử giữ quan hệ với mẹ con Delphine khoảng 16 đến 17 năm, nhưng ly hôn là tai tiếng lớn của hoàng gia, nên sau đó hoàng tử đã đoàn tụ với vợ. Năm 2019, họ kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Hơn chục năm đằng đẵng, Delphine Bowen kiên trì xuất hiện trước truyền thông để đòi thân phận. Đáp trả lại là sự phủ nhận liên tục của vua Albert II. Bà Delphine cho biết, điều mình cần là sự công nhận bình đẳng như các anh chị, chứ không đấu tranh vì tài sản hoàng gia do người cha trên danh nghĩa đã nuôi bà còn giàu có hơn cả nhà vua. Đến năm 2013, bà bắt đầu tìm đến biện pháp mạnh hơn là kiện ra tòa án. Vụ việc một lần nữa tạo sóng gió cho hoàng gia Bỉ. Cùng thời điểm đó, vua Albert II tuyên bố sẽ thoái vị sau khi đã mất điểm trầm trọng trước người dân. Tuy nhiên, Delphine Bowen càng kiên quyết kiện thì vua Albert cũng kiên quyết không đi thử ADN để kiểm tra quan hệ cha con. Mãi đến năm 2019, tòa án ra kết luận Jacques Bowen, người cha, đã nuôi Delphine lớn, không phải là bố đẻ, và yêu cầu chuyên gia xét nghiệm đối chiếu ADN của bà với Albert. Cựu vương ban đầu vẫn cương quyết không đồng ý, nhưng đổi ý sau khi tòa đe dọa phạt 5.000 euro cho mỗi ngày trì hoãn chấp hành lệnh. Ngày 27 tháng 1 năm 2020, tòa án thủ đô Bruxelles đưa ra kết luận cuối cùng rằng bà Delphine Bowen đúng là con gái ruột về mặt sinh học của cựu vương Albert. Trong buổi họp báo đầu tiên trước công chúng khi có kết luận của tòa, bà Delphine cho biết mình cảm thấy như bị đâm sau lưng trước sự lạnh nhạt ruồng rẫy của vua Albert. Hóa ra thực tế, sau khi biết ông là cha đẻ, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt trong âm thầm. Nhưng ông lại cắt đứt quan hệ một cách tàn nhẫn với bà từ năm 33 tuổi, nên bà mới có hành động quyết liệt như vậy. Vị công chúa 52 tuổi cũng tuyên bố không mong chờ anh trai là vua Philippe liên lạc với mình.
điều bà cần chỉ là sự công bằng, chứ không phải tình yêu thương. Boen có quyền mang họ hoàng gia của bố. Cô sẽ được gọi là Delphine xứ Sachsen-Coburg-Gotha, công chúa Bỉ, luật sư của cô cho biết. Còn hai con của cô là Josephine và Oscar cũng được công nhận là hoàng tử và công chúa Bỉ. Luật sư cho hay, thân chủ rất hài lòng vì cuối cùng cũng được đối xử giống ba người con khác của Albert, bao gồm cả đương kim quốc vương Philippe. Vào tháng 10 năm 2020, Delphine Boen chính thức được ban tước hiệu công chúa Delphine xứ Sachsen-Coburg của Bỉ. Tuy nhiên, họ không được xếp vào danh sách thừa kế ngai vàng Bỉ vì sinh ra ngoài giá thú. Delphine cũng không được chia tài sản hoàng gia, nhưng vua Albert phải mất khoản án phí khổng lồ là 3,4 triệu euro vì người con rơi đã đấu tranh kiện cáo quá lâu. Sau 20 năm căng thẳng, mối quan hệ hai bên đã có dấu hiệu hòa hoãn hơn khi công chúa Delphine tới dinh thự của cha đẻ thăm chính thức vào cuối năm 2020. Hoàng gia Bỉ tuyên bố đã đến lúc cần tha thứ, hàn gắn và hòa giải.